Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông. Bước sang tháng 6 âm lịch năm 2021 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tháng 6 năm 2021 âm lịch của tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, chi tiết về các phương diện, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, gia đạo, sức khỏe mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. tử vi tuổi Ất Mão 1975 tháng 6 âm lịch. Những mệnh chủ tuổi Ất Mão thường có tính tình thật thà, ngay thẳng, hiền lành nhưng lại không có mục tiêu phấn đấu, ý chí quyết tâm. Bởi vậy mà tuổi Ất Mão thường có xu hướng sống an phận, nhàn nhã, không ham giàu sang, vinh hoa phú quý. Dù vẻ bên ngoài vô tư, lạc quan nhưng đôi lúc họ cũng có những tâm tư thầm kín, không muốn chia sẻ cho người khác. Họ sợ cảm giác bị bạn bè, những người thân xung quanh phản bội, vì thế tuổi Ất Mão thường khép kín bản thân mình, hạn chế thổ lộ những bí mật của mình cho người khác. Trong chương trình ngày hôm nay Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với quý vị về vận hạn, hung cát cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của mệnh chủ tuổi Ất Mão trong tháng 6 âm lịch năm Tân Sửu. Cụ thể hơn thông qua tử vi trong thời điểm này, mệnh chủ tuổi Ất Mão sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào với năm trước. Liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay là không? xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay nhé. 1. Tổng quan tử vi tuổi Ất Mão trong tháng 6 âm lịch năm 2021 Cô chú tuổi Ất Mão 1975 mệnh đại khê thủy tính cách ôn hòa, song cũng rất nhạy bén, linh hoạt, có thể thích nghi với nhiều hoàn cảnh khác nhau, có khả năng phát huy bản thân ở mức cao nhất. Khuyết điểm của cô chú là thiếu nguyên tắc, dễ chịu ảnh hưởng bởi người khác cô chú tâm niệm mọi chuyện tùy duyên cũng chính vì lý do này mà họ thường có cái nhìn khá bi quan và thụ động thích ổn định an nhàn theo đuổi sự sung sướng hạnh phúc cô chú làm việc không cố gắng hết mình hiếm khi tạo áp lực cho bản thân hết trách nhiệm là không để ý đến nữa tính cách có ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của cô chú tuổi ất mão khi tinh thần xa suốt thì cô chú khó tập trung vào công việc đặc biệt là những công việc đòi hỏi sự chuyên nghiệp và chính xác thì càng có khả năng mắc sai lầm nên điều chỉnh cảm xúc của bản thân, khống chế mình, không để cảm xúc ảnh hưởng đến công việc quá nhiều. Xem tử vi tháng 6 âm lịch cho cô chú tuổi Ất Mão sinh năm 1975, tháng này không thuận lợi với cô chú trên con đường công danh, sự nghiệp. Công việc có thể sẽ gặp phải những sai lầm do chủ quan, đó cũng chính là yếu tố đưa đẩy doanh nghiệp của cô chú đến các vụ kiện tụng không đáng có. Công việc không tốt theo đó là tài lộc giảm sút, chi nhiều hơn thu, lúc này bản mệnh cần đến những khoản dự trữ và có kế hoạch chi tiêu hợp lý sông có khúc người có lúc nên bản mệnh cũng không cần quá muộn phiền lo lắng mà ảnh hưởng đến sức khỏe vốn đã không được tốt thời điểm này đang giao mùa nên cần chú ý hơn đến sức khỏe nắng nóng nhiều dễ tái phát bệnh cũ gia đình cô chú cũng sẽ có những xích mích xung đột trong tháng này là người cha người mẹ cô chú nên dung hòa ý kiến của con cái thay vì cố chấp cho rằng mình luôn đúng ất âm mộc gặp ất âm mộc nên được gọi là tỷ kiên nghĩa là ti hòa với bản mệnh trong tháng này cô chú tuổi ất mão cần đề phòng có tranh chấp với anh chị em hoặc bạn bè người thân quanh mình. Cũng cần cẩn trọng có tiểu nhân quấy phá sẽ ảnh hưởng không nhỏ công việc mình đang tiến hành. Ngoài ra, cần chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể dụng thể thao, tránh quá xa đà vào công việc khiến đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt dẫn tới bạo bệnh. 2. Vận trình tháng 6 âm lịch của tuổi ất mão qua từng phương diện. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Đối với hầu hết cô chú tuổi Ất Mão sinh năm 1975, may mắn cho sự nghiệp có thể lững lờ đi ngang. Nếu cô chú là một Ất Mão tự làm chủ, may mắn trong sự nghiệp của cô chú có thể còn tồi tệ hơn. Tháng này, môi trường thị trường không được tốt lắm và công ty của cô chú có thể có một loạt vấn đề sẽ cần giải quyết kịp thời. Nếu cô chú đang điều hành một doanh nghiệp hợp tác với những người khác, cô chú nên cẩn thận để ngăn chặn bên kia chạy trốn và tự mình kiểm tra các tài khoản đặc biệt để mọi việc được phát triển một cách hanh thông và thuận lợi thì cô chú tuổi ất mão hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân, hợi mão mùi. Pháp khí sẽ chiêu cát lành, may mắn và tài lộc cho sự nghiệp của cô chú tuổi ất mão. Đồng thời pháp khí sẽ chiêu mời quý nhân che chở, giúp đỡ công việc của cô chú được hanh thông thuận lợi và phát triển hơn trong thời gian sắp tới. Thứ hai, về mặt tài lộc tiền bạc. Cô chú tuổi Ất Mão trong tháng 6 âm lịch này nên chi tiêu tiết kiệm vì tài lộc vẫn chưa thực sự như ý. Có nhiều chuyện xảy ra, công việc kém suôn sẻ, bản mệnh sẽ gặp nhiều khó khăn trong mong muốn nâng cao thu nhập cho mình. Ngoài thu nhập giảm mạnh, cô chú tuổi Ất Mão sinh năm 1975 cần phải chi tiêu cho rất nhiều thứ trong tháng này. Cô chú nên quản lý các vấn đề tiền bạc đúng cách và không đầu tư tất cả tiền của cô chú vào một dự án duy nhất mà phân tán để giảm thiểu rủi ro. Khi cô chú đi ra ngoài, đừng mang theo nhiều vật có giá trị bên mình, hoặc cô chú có thể bị những kẻ ngoài vòng pháp luật bám đuôi. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, thầy Gia Cát khuyên cô chú hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, hợi mão mùi, giúp hóa giải sung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với cô chú từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy ra cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các cô chú tuổi Ất Mão 1975 để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng này, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình cô chú không được tốt. Cô chú sẽ phải để tâm và lo lắng rất nhiều về những đứa con của mình luôn không vâng lời và mất nhiều thời gian lòng vòng trong đó cô chú nên thư giãn và để bọn trẻ đó sống cuộc sống của riêng mình hãy sống vui sống khỏe là người cha người mẹ trong gia đình hãy là tấm gương sáng để con cái noi theo cô chú đã sống quá nửa cuộc đời cô chú biết cái gì tốt và cái gì không tốt cho con cái và cho chính mình với những người độc thân mặc dù một vài mối nhân duyên sẽ đến với cô chú nhưng tất cả đều không thành do tính cách của cô chú không hòa hợp được với đối phương cô chú cẩn trọng tỉ mỉ nhưng không nhiệt huyết ga lăng Tuy vậy cũng không nên buồn chán hay có những suy nghĩ tiêu cực, chỉ là duyên chưa tới mà thôi. Vậy nên để kích hoạt vận đào hoa, thầy ra cát khuyên cô chú tuổi ất mão hãy mang bên mình pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân, hợi mão mùi. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ thiên địa nhân hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời những cô chú tuổi ất mão còn đang độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm tân sửu. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Tháng này, tình hình sức khỏe của cô chú tuổi Ất Mão sinh năm 1975 có thể hơi xấu. Một khi cô chú bất cẩn, cô chú có thể phải chịu hậu quả nghiêm trọng. Dù lái xe hay đi xe, cô chú nên thắt dây an toàn để tránh mọi nguy hiểm. Nếu cô chú có kế hoạch đi du lịch, đừng đi du lịch một mình nếu cô chú đang đi ra nước ngoài, cô chú nên hoãn lại nếu cô chú mắc một căn bệnh cũ, hãy tránh một số thực phẩm nhất định và không ăn ngẫu nhiên, nếu không sẽ gây hại cho cơ thể. Cô chú cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng. Chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi. Đặc biệt trong thời gian này cô chú tuổi Ất Mão sinh năm 1975 hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Đồng thời để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất Thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của cô chú tuổi Ất Mão sinh năm 1975. 3. Ngày Cát Lành và Ngày Đại Kỵ trong tháng 6 âm lịch đối với tuổi Ất Mão tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 6 năm 2021 và kết thúc vào ngày 29 tháng 6 năm 2021 tức ngày 10 tháng 7 năm 2021 đến ngày 7 tháng 8 năm 2021 dương lịch. Tháng Ất Mùi có nạp âm là Sa Trung Kim. Tháng Mùi lục hợp ngọ, tam hợp mão và hợi thành một cục, xung sửu, hình sửu, hại tí, phá tuất, tiệt sửu. Đối với người tuổi Ất Mão trong tháng 6 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch 3 tháng 6 năm 2021 tức ngày 12 tháng 7 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là Tân Dậu. Thứ hai là ngày âm lịch 15 tháng 6 năm 2021 tức ngày 24 tháng 7 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là Quý Dậu. Thứ ba là ngày âm lịch 27 tháng 6 năm 2021 tức ngày 5 tháng 8 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là Ất Dậu đây là ba ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi ất mão trong những ngày này mệnh chủ cần phải hết sức chú ý tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết không nên vung tay quá chán đồng thời để công việc thành công may mắn kích công danh tài lộc tình duyên các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy minh quang pháp bảo Đồng thời nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe gia chủ và tăng cường vận khí giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra trong tháng còn có một số ngày cát lành để cô chú tuổi Ất Mão tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng. Hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình cô chú đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể tiến hành công việc. Thứ nhất là ngày âm lịch 4 tháng 6 năm 2021 tức ngày 13 tháng 7 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là nhâm tuất có nạp âm là đại hải thủy. Thứ hai là ngày âm lịch 16 tháng 6 năm 2021 tức ngày 25 tháng 7 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là giáp tuất có nạp âm là sơn đầu hỏa. Thứ ba là ngày âm lịch 28 tháng 6 năm 2021, tức ngày 6 tháng 8 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là bính tuất, có nạp âm là ốc thượng thổ. Quý vị thân mến trên đây Minh Đường Tử Vi đã chia sẻ vận trình tử vi của tuổi Ất Mão trong tháng 6 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng, tránh hung, hóa cắt để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi, xuân sẻ nhất cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại